Hồi ký chiến trường ca. Cuộc chiến tranh bắt buộc. Tác giả: Đại tá Nguyễn Văn Hồng, nguyên phó tư lệnh tham mưu trưởng quân đoàn 4, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 309. Phần 3. Suốt từ lúc đó trở về sáng, chúng tôi không tài nào chập mắt được. Bao nhiêu công việc dồn dập ập tới, không biết việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau. Vì tất cả mọi công việc đều cần tiến hành trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đêm cuối tháng trời không mưa, rừng Tây Nguyên im lìm như trong giấc ngủ. Song tại sở chỉ huy trung đoàn rất nhộn nhịp, tất bật hẳn lên. Như một chương trình đã được cài đặt sẵn trong bộ nhớ của máy tính và chúng tôi gồm đồng chí Vũ Huy Lẫm, đồng chí Trương Đình Sướng và mời thêm một đồng chí chủ nhiệm chính trị trung đoàn họp thường vụ. Còn các cơ quan tuy chưa được giao nhiệm vụ cụ thể nhưng với kinh nghiệm của những năm chiến đấu, các đồng chí đều chủ động triển khai công việc. Tôi nghĩ bụng, nếu không có những cơ quan như thế này thì tài thánh cũng không thể chỉ huy được bộ đội. Thế mà trong thực tế lại có những vị chỉ huy thường hay ôm đồm cả công việc của cơ quan, ít quan tâm đến đội ngũ cán bộ trợ lý, thậm chí còn xem nhẹ vai trò của cơ quan. Do đó khi sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, cơ quan thường bị phê phán rất nhiều, nhất là cơ quan tham mưu và hậu cần, đó là những điểm vô cùng sai trái. Sáng sớm ngày 20 tháng 10, tôi dẫn đầu đoàn cán bộ chuẩn bị chiến trường, xuất phát lên đức cơ Xe chạy bon bon trên quốc lộ 14 về hướng Pleiku, nhân dân hai bên trục đường vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Bà con ở một số tỉnh phía Bắc vào vùng kinh tế mới đã dựng lên các dãy nhà lập danh, vách đất dọc hai bên đường, tập trung nhiều ở khu vực ngã ba đường số 7 và đường 14. Tuy nhiên, trong đầu óc tôi lại suy nghĩ việc khác. Trên đường đi, chúng tôi đã tự sắp xếp cho mình những công việc phải làm như tổ chức các mũi trinh sát, dự kiến phân công cán bộ, công tác đảm bảo thông tin liên lạc. Tôi nhắc đồng chí Dương Minh vui, chủ nhiệm trinh sát và đồng chí Nguyễn Hồng Vân, trưởng ban tác chiến. Các cậu lên đến nơi nhớ xin tấm bản đồ địa bàn cho đủ. Như lần trước thì rất khó khăn cho anh em. Lần trước may mắn nhờ anh em trung đoàn bộ binh 95 giúp đỡ, nhưng lần này mình phải chủ động. Riêng đồng chí vui nhớ quan hệ với trinh sát trung đoàn bộ binh 95 và trinh sát quân khu nắm thật chắc tình hình địch vì ta đã rời địa bàn này một tháng trời rồi trong khi kẻ địch thì luôn luôn thay đổi hai đồng chí cứ vâng vâng dạ dạ mà không thấy đề nghị gì cả có thể các đồng chí cũng đang rẻ dặt thận trọng khi chưa biết nhiệm vụ cụ thể ra sao dọc đường vừa nói chuyện vừa suy nghĩ miên man chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi trước khi giao nhiệm vụ cụ thể cho trung đoàn bộ binh 31, đồng chí sư đoàn trưởng cho biết, một số tình hình địch tập trung và mục tiêu được phân công tại cao điểm 312. So với tối hôm qua, tại sở chỉ huy của trung đoàn vẫn không có gì mới. Tôi nghĩ thầm, có lẽ các bố nắm địch không chắc. Mà đúng như vậy, với một đối tượng như thế này, quả là rất khó xác định, cho đến bây giờ vẫn chưa ai xác định được phiên hiệu đơn vị, biên chế, tổ chức trang bị của địch trên quân khu Đông Bắc này. Xem chúng có bao nhiêu sư đoàn, trung đoàn trên các quân khu của cả nước. Chỉ biết rằng qua khai thác tù binh và đào binh thì trên phạm vi tỉnh Rana Takiri, lực lượng chính quy của địch tác chiến với các đơn vị quân khu 5 lúc này chỉ có sư đoàn bộ binh 801 với những điều kiện khó khăn về địa hình, về âm mưu thủ đoạn của địch và cả về những mặt hạn chế của trinh sát ta. Cho đến giờ này, ta vẫn chưa nắm được và có thể sẽ không nắm được lực lượng, mức độ công sự và hỏa lực của địch trên cao điểm 32. Chỉ biết rằng địch đã bố trí hỏa lực DKZ 12 ly 7 và cối 100 tại sườn đông nam điểm cao 312 cùng với một lực lượng bộ binh để khống chế đường số 19. Các nơi khác đặc biệt là ngầm Ozadao. Bộ đội ta đi qua thường xuyên bị phục kích hoặc dẫm phải mìn. Còn vật cản xung quanh cao điểm 312 thì chủ yếu là mìn với mật độ cao, nhiều loại, nhiều kiểu được bố trí rất nham hiểm. Cũng vì mới biết về địch như thế nên đồng chí sư trưởng giao ngay nhiệm vụ cho trung đoàn như sau. Trung đoàn bộ binh 31 được sự chi viện trực tiếp của hai trận địa pháo 155 và 105 của quân khu bố trí tại khu vực ngầm Ozadao và sự phối hợp của các đơn vị phía trước như trung đoàn bộ binh 94 có nhiệm vụ tiến công đánh chiếm cao điểm 312, từ đó phát triển chiến đấu xuống trục đường số 19 nhằm giải tỏa đoạn đường từ ngầm Ozadow đến đoạn tiếp giáp với trung đoàn bộ binh 94 phía tây nam cao điểm 312. Tổ chức chốt giữ các mỏm 123 của cao điểm 312, nhanh chóng củng cố đội hình, sẵn sàng khi có lệnh sẽ cơ động theo nhiệm vụ của quân khu giao sở chỉ huy trung đoàn đặt cạnh sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn bên cạnh đường số 19, phía nam cao điểm 32. Vào 17 giờ ngày 22 tháng 10, phải hoàn thành mọi công tác chuẩn bị và báo cáo cho sư đoàn biết. Thời gian gấp quá, biết làm thế nào bây giờ? Tình hình rất khó khăn của trung đoàn thì sư đoàn và quân khu cũng đã biết mà các đơn vị bạn đang chiến đấu ở phía trước lại rất cần có sự có mặt của chúng tôi. Nghĩ vậy, tôi điện cho đồng chí Vũ Huy Lẫm, chính ủy và đồng chí Trương Đình Sướng tham mưu trưởng, cơ động bộ đội lên Đức Cơ và ngay trong chiều hôm đó tổ chức trinh sát cao điểm 32. Tôi trực tiếp đi trinh sát trên hướng chủ yếu hướng Nam, Đông Nam cao điểm. Trên hướng này dự kiến sẽ sử dụng một tiểu đoàn tăng cường, tiểu đoàn bộ binh số 7, cán bộ trinh sát bao gồm đồng chí Lê Văn Thuận, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn số 7, và hai cán bộ đại đội trưởng, đồng chí Dương Minh Vui chủ nhiệm trinh sát và một số chiến sĩ. Ngoài ra còn có một số cán bộ chỉ huy hỏa lực của trung đoàn và hỏa lực tăng cường. Trên hướng tây bắc dự kiến sẽ sử dụng một tiểu đoàn bộ binh số 9 phối hợp với một tiểu đoàn của trung đoàn bộ binh 276 tỉnh Đắk Lắk đang hoạt động tại đây. Do đó trên hướng này đồng chí trợ lý tác chiến trung đoàn cùng với đồng chí Đinh Văn Tự tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 và các đại đội trưởng trinh sát. Tối ngày 21 tháng 10, lực lượng trinh sát đi trên hướng chủ yếu đã vào đến chân cao điểm 32, thì đồng chí Dương Minh Vui đạp phải mìn bị thương rất nặng. Tuy vậy, công việc vẫn được tiến hành. Tối hôm đó, đội hình trung đoàn cũng đã cơ động lên đức cơ. Quân khu bổ sung cho trung đoàn trên 500 tân binh, hầu hết anh em quê ở Quảng Nam, Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung. Lớp tân binh này vừa mới hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản, bao gồm các bài bắn súng tập 1, kỹ thuật gỡ và cách bố trí mìn của địch, động tác đào công sự, ngụy trang và chiến thuật từ cá nhân đến tổ ba người. Có thể nói về quân số là tương đối đủ, đảm bảo biên chế thấp nhất trong thời chiến. Trong chiến tranh vừa qua, ta đã thực hiện các biểu biên chế cho từng đơn vị lấy cơ sở là tiểu đội bộ binh 7, 9, 12 đồng chí. Công việc bổ sung vũ khí đạn dược, sinh hoạt bộ đội và làm các công tác khác được thực hiện từ ngày 22 đến chiều ngày 23 tháng 10. Đúng 18 giờ, từ vị trí tập kết, các mũi, các hướng, tiếp cận tuyến, triển khai xuất phát tiến công. Trời mùa đông, vùng rừng núi tối đen như mực, mọi người phải bám sát nhau. Hướng thứ yếu, đường xa phải vòng xuống phía nam rồi ngược lên băng qua đường 19 là nơi địch thường ra phục kích gài mìn. Ngày hôm trước chúng tôi đã cho trinh sát chốt lại, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chiến đấu tại chỗ vượt qua đường 19 là vào khu vực của một tiểu đoàn thuộc trung đoàn bộ binh 726 đang đóng chốt ở đây. Có thể nói suốt đêm ngày 23 tháng 10, đội hình tiếp cận phải nhích từng bước, lâu nhất là công tác gỡ miền địch rồi đưa từng bộ phận vào chiếm lĩnh. Các trận địa hỏa lực như pháo 105, 155 của quân khu đã bố trí từ trước, sẵn sàng chi viện cho bộ đội tiếp cận tuyến xuất phát hướng tiến công. Chỉ còn trận địa DKZ75 thì đêm nay mới chiếm lĩnh để trực tiếp chi viện cho bộ đội đột phá cửa mở trên hướng chủ yếu của trung đoàn. Cán bộ chỉ huy các cấp chạy ra chạy vào như con thoi để đưa lực lượng vào vị trí, giao nhiệm vụ cho bộ đội tại thực địa và nhắc lại hiệp đồng chiến đấu. Sườn cao điểm 32 rất nhiều đá, không làm được công sự như mong muốn. Bù vào đó là có nhiều gốc cây to và một số ụm mối. Bộ đội chủ yếu lợi dụng địa hình tự nhiên để triển khai lực lượng. Tôi ở sở chỉ huy trung đoàn phía sau đội hình trên hướng chủ yếu mà trong lòng cứ nôn nao. Nhiều lúc như nín thở theo dõi từng bước tiếp cận của các lực lượng mạng thông tin hữu tuyến đồng chí trợ lý tác chiến dưới ánh đèn pin được che sáng đánh dấu từng vị trí mà các đơn vị đã được triển khai xong lên bản đồ mỗi một ký hiệu mũi tên màu đỏ nhích lên đến đâu thì bên dưới có ghi thời gian mọi người đều tập trung cao độ tâm trí trong giai đoạn này trên hướng thứ yếu tôi cử đồng chí nguyễn thành út phó chính ủy trung đoàn và một số cán bộ cơ quan tham mưu đi theo để đôn đốc, chỉ đạo và giúp đỡ anh em trong những lúc khó khăn. Cho đến lúc này, khoảng 23h30, mạng thông tin liên lạc vẫn thông suốt, chủ yếu trên hướng tiểu đoàn 7, còn tiểu đoàn 9 trên hướng thứ yếu thì dùng thông tin vô tuyến, chỉ mở máy canh nhưng không được phát. Với địa hình rừng núi, nếu như trước đây, sở trường của bộ đội là thường hay tập kích vào ban đêm còn bây giờ điều đó là không thể. Do đó hợp đồng tác chiến trong trận này và mọi công tác chuẩn bị phải hoàn thành trước 5 giờ sáng ngày 24 tháng 10. Đồng hồ như chạy chậm lại, thời gian như kéo dài ra. Tôi ngồi tại sở chỉ huy trung đoàn mà lòng như lửa đốt. Xung quanh là các trợ lý tác chiến, trinh sát, thông tin, pháo binh. Ngoài mạng thông tin hữu tuyến, còn có tổ máy thông tin vô tuyến của trung đoàn và một tổ của sư đoàn tăng cường xuống để liên lạc với cấp trên để đảm bảo hệ thống thông tin chỉ huy được thông suốt ngoài hai mạng thông tin vô tuyến và hữu tuyến đồng chí chủ nhiệm thông tin còn đưa đến sở chỉ huy thêm một tổ ba đồng chí liên lạc chạy bộ chúng tôi đã áp dụng mọi biện pháp để lúc nào cũng nắm được tình hình diễn biến các hướng và có thể chỉ huy các đơn vị một cách tốt nhất vì vậy sau khi nổ súng mỗi một mệnh lệnh đều được phát huy bằng tất cả mọi phương tiện. 5 giờ, 6 giờ đã trôi qua, mà trời vẫn chưa sáng. Trên các hướng đã chiếm lĩnh trận địa một cách thuận lợi. Sương mù dày đặc, trắng như bông, trùm xuống các điểm cao. Đến 7 giờ 30, cao điểm 312 chỉ còn một lớp mây trắng quanh sườn bao phủ, như một vành khăn. Trên hướng chủ yếu, đồng chí Lê Văn Thuận, tiêu đoàn trường tiêu đoàn 7 Báo cáo là đã tìm thấy rõ đỉnh đồi và một số công sự được xếp lại bằng đá. Cách tuyến xuất phát xung phong chưa đầy 200 mét. Đài quan sát pháo binh của quân khu cũng báo cáo là đã nhìn thấy rõ đỉnh của ba mỏm đồi thuộc cao điểm 32. Đồng chí Lê Chí Thuận, sư đoàn trưởng điện cho tôi. Đã nổ súng được chưa? Tuy đây không phải là lần đầu tiên ra trận, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy hồi hộp. Đề nghị thủ trưởng cho nổ súng. Tôi báo cáo với đồng chí sư trưởng. Sau khi được cấp trên cho phép, tôi ra lệnh nổ súng. Lập tức tại các trận địa pháo cối của quân khu và sư đoàn dồn dập nện xuống các mục tiêu theo kế hoạch hiệp đồng. Tiếng nổ âm vang của đạn pháo, đất đá văng tứ tung, cây cối gãy đổ ngổn ngang, đạn DKZ xé tan không khí nghe chát chúa, cả một vùng rừng núi âm ầm lên tiếng nổ bộ đội trên các hướng vẫn tận dụng những yếu tố bất ngờ vận động tiếp cận vào gần mục tiêu hơn anh em lợi dụng gốc cây ụ mối di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác dưới sự chi viện của hỏa lực pháo binh phải nói rằng lớp chiến sĩ vừa mới được bổ sung hôm qua tuy lần đầu ra trận nhưng thể hiện được tinh thần dũng cảm chiến đấu họ đã vận động dưới làn đạn của ta bay vèo vèo trên đầu mà không hề biết sợ cứ thế sông lên. Sau 15 phút, pháo bắn dồn dập lên đỉnh đồi. Bộ đội ta ao ao xung phong, đánh chiếm các mục tiêu ở bên sườn và phát triển lên đỉnh đồi. Lợi dụng địa hình điểm cao khống chế, địch đã chống trả quyết liệt với lối đánh táo bạo và tinh thần tiến công kiên quyết của bộ đội ta. Nhưng bọn địch vẫn chống trả đến cùng. Tiểu đoàn 7 đã phải tổ chức nhiều đợt công kích liên tiếp mới làm chủ được mỏ một địch bỏ lại rất nhiều xác chết. Số còn lại di chuyển sang mỏm đồi thứ hai trên hướng của điều đoàn 9. Tôi rời sở chỉ huy, mang theo một bộ máy thông tin vô tuyến, rồi kéo cả đồng chí Thuận chạy lên. Tại đây, bộ đội ta đã làm chủ, đang khẩn trương tổ chức triển khai đội hình, tiến công sang mỏm 2. Đồng chí Thuận đã cơ động kịp thời khẩu DKZ75, một khẩu súng máy 12.7 cùng mấy khẩu cối 60 của các đại đội lên trước triển khai hai bên sườn mỏ một và chế áp mãnh liệt cao điểm số 2. Chẳng mấy chốc, bộ đội ta đã chiếm được cao điểm này. Phải thừa nhận, đồng chí Thuận nắm bộ đội rất chắc. Tiến tới đâu là kịp thời đưa hỏa lực lên đến đó. Bình thường trong sinh hoạt, tác phong đồng chí chậm chạp, bản tính thật thà nên ai cũng quý mến. Trong chiến đấu, đồng chí rất bình tĩnh và kiên quyết. Sau này, đồng chí đã trở thành một cán bộ sư đoàn có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. Tại cao điểm số 3, hướng của tiểu đoàn bộ binh số 9, bọn tàn quân từ các điểm 1 và 2 chạy dồn sang, ra sức kháng cự một cách ngoan cố. Đến 13 giờ mà tiểu đoàn bộ binh số 9 vẫn chưa tiến lên được. Địch từ trên cao bắn xuống rất giáp, đạn bay rít ở trên đầu. Tiểu đoàn 9 phải nằm lại trên trận địa của tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn bộ binh 726. Tình hình quá căng thẳng, tôi cùng một tổ trinh sát vận động sang và cùng với đồng chí Nguyễn Thành Út tổ chức cho tiểu đoàn 9 tiếp tục công kích. Được sự phối hợp của tiểu đoàn bộ binh 7 từ cao điểm số 2 tiến công sang, tiểu đoàn bộ binh số 9 xung phong liên tục và làm chủ được điểm cao số 3, địch bỏ trận địa, chạy xuống bờ sông Tông Lê San. Chúng di chuyển về hướng Tây, rồi vòng xuống đánh tạt sườn vào phía sau của tiểu đoàn bộ binh 9 và tiểu đoàn bộ binh số 3 của trung đoàn bộ binh 726. Ta lại phải tổ chức đánh địch phản kích, đồng thời củng cố trận địa vừa mới chiếm được. Vào 15 giờ ngày 24 tháng 10, trung đoàn bộ binh 31 hoàn toàn làm chủ trận địa, tiêu diệt tại chỗ 66 tên, thu 23 khẩu súng các loại. Phối hợp với trung đoàn bộ binh 31, trung đoàn bộ binh 94 và một số lực lượng khác cũng tiến công các toán địch trên đường số 19 và lực lượng của chúng ở hướng Tây Nam, cao điểm 32, cách mặt đường số 19 khoảng 200 m Đến chiều ngày 24 tháng 10, đường số 19 được giải tỏa thông suốt, nối liền tiền tuyến với hậu phương. Các đơn vị ở phía trước rất phấn khởi. Như vậy, trận đầu gia quân của Sư đoàn Bộ binh 309 hoàn toàn thắng lợi. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và là nền tảng, là trang sử hiển hách đầu tiên của sư đoàn. Quân khu Đông Bắc là một địa bàn chiến lược quan trọng đối với trên trường Campuchia. Đường quốc lộ số 19 nối với đường quốc lộ số 14 Việt Nam chạy xuyên qua tỉnh Rata Nakiri đến thị trấn Pokeo qua sở tung trang Break rồi đến các tỉnh phía Bắc và Tây Bắc Campuchia. Sau một loạt những trận chiến đấu mở màn, ta đã đưa chiến tranh sang đất đối phương, giải phóng được một khu vực rộng lớn địch bị đẩy sâu vào trong nội địa đối với ta đây là một địa bàn rất quan trọng trước mắt cùng với các hướng khác chúng ta đã loại trừ được mối nguy cơ đe dọa tình hình an ninh quốc gia và vùng lãnh thổ tây nguyên sau nữa đây là bàn đạp lý tưởng bảo đảm triển khai đội hình tổng tiến công trên một hướng chiến dịch có ý nghĩa chiến lược của quân đội ta ở phía tây nam vì vậy cuộc chiến đấu ở nơi đây giữa ta và địch ngày càng quyết liệt sau khi ta đánh chiếm cao điểm 32, giải tỏa đường 19, nối liền các đơn vị phía trước với phía sau, quân khu đã đưa một bộ phận lực lượng lên chốt giữ. Trung đoàn bộ binh 31 cơ động phía sườn Nam để ngăn chặn địch phản kích ở cao điểm 230. Đoạn phi nây đổi không tên, phía Nam đường số 19 gần 2 km. Sư đoàn bộ binh 801 của bọn Pốt đã vòng xuống phía Nam Hồng đột kích vào sườn cánh trái của đội hình hướng quân khu 5. Thắng lợi của Trung đoàn Bộ binh 31 tại cụm điểm cao 32 đã khích lệ các đơn vị trong sư đoàn và trên toàn bộ mặt trận hướng Đông Bắc. Trong các đơn vị giấy lên một phong trào thi đua giết giặc lập công. Trung đoàn Bộ binh 96 bắt đầu bước vào chiến đấu bên cạnh Trung đoàn Bộ binh 31 là một trung đoàn có bề dày lịch sử từ cuộc chiến tranh chống Pháp rồi đến chiến tranh chống Mỹ. Trung đoàn bộ binh 96 đã làm nên những chiến công hiển hách cùng các lực lượng vũ trang quân khu 5, giải phóng thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và đảm nhiệm trên hướng quan trọng giải phóng thành phố Đà Nẵng trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, cùng với cả nước hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển kinh tế Trung đoàn Bộ binh 96 được điều về đứng trong đội hình sư đoàn Bộ binh 309. Người trung đoàn trưởng đầu tiên trong thời gian này là Thiếu tá Huỳnh Kim Sơn và chính ủy trung đoàn là Thiếu tá Lê Đình Phùng. Sở trường chiến đấu của Trung đoàn Bộ binh 96 là đánh vận động. Sau này trong nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Trung đoàn Bộ binh 96 cũng là một trung đoàn luôn hoàn thành nhiệm vụ trong tác chiến vận động và chiến đấu phòng ngự. Trong những điều kiện bất lợi, thời gian này trong nhiệm vụ đánh địch phản kích, giữ vững và phát triển thế tiến công, trung đoàn bộ binh 96 đã từ căn cứ đóng quân ở chân đèo An Khê tỉnh Gia Lai cơ động lên ngăn chặn địch ở khu vực điểm cao 230 đến Phi Nơi, cùng với trung đoàn bộ binh 31. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Tại khu vực này, địch có một trung đoàn bộ binh được giải ra trên một tuyến dài 5 km, Hồng ngăn chặn sự phát triển, mở rộng ban đạp của ta. Lực lượng của địch trực tiếp đối đầu với ta được bố trí như sau. Một tiểu đoàn ở khu vực cao điểm 230, một tiểu đoàn ở khu vực đồi không tên, sở chỉ huy và một tiểu đoàn cùng với trận địa hỏa lực cối 120 ở khu vực làng Phi Nơi. Tuy đã hình thành một tuyến ngăn chặn như vậy, nhưng địch không hề phòng ngự thụ động, cố định, mà mục tiêu luôn luôn cơ động biến đổi chúng đã tích cực áp dụng lối đánh luồn sâu vu hồi hai bên sườn và phía sau đội hình của ta có thể nói bước đầu những đơn vị của ta từ phía sau được đưa lên đây chiến đấu có phần lúng túng thêm vào đó là địa hình ở đây là rừng già rừng tái sinh kín mít rất khó cơ động những lực lượng lớn khắp nơi từ phía trước phía sau và cả hai bên súng địch nổ liên tục nhưng lại không thấy rõ mục tiêu nào cụ thể để tiến công. Nhiều lúc ta phải nổ súng tiêu diệt những mục tiêu nhỏ lẻ và phải đánh vỗ mặt. Tình hình có nhiều bất lợi, bộ đội ta ngày nào cũng có thương vong. Có khi thương vong do mìn, có khi bị chúng phục kích sâu trong đội hình của ta. Và đặc biệt là trận địa cối 120 ở Phi Nây đã gây không ít khó khăn cho các đơn vị ở đây. Phải bằng mọi giá phải tiêu diệt bằng được trận địa cối này buộc chúng phải câm họng vấn đề quan trọng bây giờ là công tác trung đoàn nắm địch tất cả những ai đã từng kinh qua chiến đấu ở đây đều biết việc trinh sát nắm địch là rất khó khăn mục tiêu sở chỉ huy và trận địa hỏa lực của địch đặt sâu trong đội hình phía sau phía trước chính diện với các đơn vị của ta thì địch đang bu bám mỗi hành động của ta lúc này đều không lọt được qua các bộ phận tiền tiêu của địch. Anh em ta chỉ dựa vào bản đồ địa bàn và tính toán cự ly bằng tiếng động. Từ khi trận địa cối DEPA đến khi tiếng nổ của đạn mà xác định trận địa cối của kẻ địch ở ngay tại Finay, một phum nhỏ hẹp. Các trận địa cối pháo của ta bắn mãi mà không trúng. Sư đoàn đã chỉ thị ngay cho tổ trinh sát, trong đó có đồng chí Phạm Văn Mai, phải mò cho bằng được trận địa cối này của địch. Phạm Văn Mai là một cán bộ trinh sát rất bình tĩnh, gan dạ và là một cán bộ xuất sắc trong công tác trinh sát. Trong trận đánh vào Phi Nây, đồng chí đã vào ngay trận địa cối của địch, giúp cho sư đoàn hạ quyết tâm chính xác. Dù kẻ địch có nham hiểm che mắt ta đến đâu, đồng chí cũng mò ra bằng được nơi ở của chúng. Tôi là một trong những cán bộ chỉ huy đã đi điều nghiêng với đồng chí và các chiến trị trinh sát của đồng chí rất nhiều lần. Lần nào có Mai đi cùng Tôi cũng cảm thấy rất yên tâm Phạm Văn Mai có dáng người thấp Cao chưa đến 1m6 Nước da ngăm đen Vì thường xuyên phải dầm mưa dãi nắng Đôi môi tái nhật vì sốt rét nhiều lần Sau khi chuyển sang địa bàn Bắt tam băng Từ một trợ lý trinh sát Anh đã được bổ nhiệm làm tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn trinh sát 21 Của sư đoàn bộ binh 309 Có lần anh tổ chức Đưa đoàn cán bộ trinh sát của sư đoàn và trung đoàn bộ binh 31, gồm có tôi, đồng chí Đào Quang Năm, phó sư đoàn trưởng và một số đồng chí khác luồn sâu sang đất Thái Lan trên 10 cây số để tìm căn cứ của Pol bon Pot. Chuyến đi này rất thành công. Sau đó anh lại tiếp tục dẫn một đoàn cán bộ khác do đồng chí Nguyễn Văn Táo, phó trung đoàn trưởng đi tiếp. Trên đường về, đơn vị lại bị địch bám theo tập kích và đội hình. Lúc anh em dừng lại nghỉ giải lao trên đất Thái Lan, ở nhà chúng tôi bắt được đài kỹ thuật, biết được số cán bộ của ta bị tập kích, thu một số trang bị, nhưng rất may dưới sự dẫn đường của tổ trinh sát do anh chỉ huy đã đưa được cán bộ về an toàn cả người và vũ khí. trong các trận tiến công hàng loạt vào các căn cứ địch từ Phnom Penh đến Oda sau này, nhiều lần các toán trinh sát do Phạm An Mai chỉ huy đã luồn sang đất Thái Lan bọc vào phía sau căn cứ địch dọc tuyến biên giới. Do vậy, trước khi tiến công địch, sư đoàn đã nắm chính xác được các mục tiêu trong các trận tiến công và phi nơi lần này. Nhờ công tác chính xác tốt, nắm rõ mục tiêu mà ngay từ ban đầu, sư đoàn đã tập trung được hỏa lực, tiêu diệt được trận địa cối và sở chỉ huy của địch ở nơi đây. Trong trận này, sư đoàn đã đưa pháo 105 và pháo phòng 037 vào gần hạ nòng bắn theo tà âm. Với sức không phá của pháo 105 bắn thẳng và đạn pháo phòng không 37 vướng vào cây nổ từ trên cao nổ xuống đã uy hiếp mạnh mẽ tinh thần của địch. Chỉ sau 30 phút chiến đấu, trung đoàn bộ binh 812 đã đánh chiếm mục tiêu phi nây, mở toang được cánh cửa để đưa đội hình chiến dịch vào tổng tiến công trên hướng của quân khu 5. Hết phần 3